chiến một niềm bất ngờ với Lương Xuân Trường ngày hôm nay. Ông là đại diện của gia đình xuống đón cậu con trai. Một bộ trang phục rất đặc biệt cho ngày hôm nay. Và ông được vinh dự cùng với cậu con trai của mình cùng các cầu thủ. Phía ngay phía xa là Lương Xuân Trường đang vẫy tay chủ quân của đội tuyển U23 Việt Nam. Hai cha con đã gặp lại nhau trên chiếc xe buýt. Và đây sẽ là một giây phút rất khó quên với hai cha con. Rất nhiều người khác đang theo dõi cùng với gia đình của mình. Có những cái giải đấu quan trọng mới là điều quan trọng. Và nếu như cứ yêu đây cầu Quang Hải với một chiếc mũ cối. Tôi xin phép, không hiểu anh kiếm đâu ra. Tôi chắc chắn đây là cái mũ cối mà anh có được ở cùng mấy cổ động viên ở hai bên đường. Ngày hôm nay mà sưu tập được một mùa, Quang Hải rất sung. Tôi bắt đầu chúng ta, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy Quang Hải là vượt qua cái cảm xúc của mình. Cứ lúc nào anh cũng là một người kiểm rất là trầm tính và kiểm soát được. Kể cả sau khi ghi bàn thắng quyết định, rồi phỏng vấn ngay ở Mix Zone, ngay ở sân vận động thì anh ta cũng rất là điềm đạm. Nhưng bây giờ là một Quang Hải hoàn toàn khác hẳn. Nó rất phù hợp với tuổi 20 của anh vào thời điểm này. Quang Hải, chúng ta ngày hôm nay chúng ta... Hải vẫn là Quang Hải. Bỏ chiếc mũ cối ra rồi ạ. Rất phù hợp với lứa tuổi 20 của anh. Thật khó tin, đây chính là người đã ghi bàn thắng vào phút cuối cùng, đưa U23 Qatar vào hai hiệp phụ và sau đó kết liễu ở trên chấm phạt đền. Thật là tuyệt vời. Cái hình ảnh mà Quang Hải ghi bàn cân bằng 1-1 ở trong cái trận chung kết, một cái cú đá phạt mà khiến cho lưới rung lên với những cái bông tuyết bám vào lưới, nó cực kỳ đẹp. Quá đẹp. Và bây giờ cái ảnh mà được chia sẻ nhất, nhiều nhất trên mạng xã hội ngày hôm qua là cái cảnh ăn mừng của các cầu thủ Việt Nam. Nó như là trong một cái câu chuyện, tức là các cầu thủ đè lên nhau ở trong một cái cơn mưa tuyết. Vâng, được chồng lên nhau thành như một ngọn tháp. Nó như là những cái câu chuyện cổ trang mà vẫn thường đọc khi xưa, đúng không ạ? Nó trong mưa tuyết. Anh nói tôi thấy là nó cũng quá đẹp rồi. Vâng. Những cái đẹp nhất đối với cả suy nghĩ của tôi là cái quả hạt bạc trên tuyết, các cầu thủ gạt tuyết ra mà đứng nói nhỏ nói thầm với nhau. Vâng. Rồi sau đó Quang Hải một quả đá vào đúng quang long, mà quả đó tôi cũng phải nói thật, tức là hôm qua anh Binh Cương người cạnh tôi anh nói là đây là quả đá không kém gì của Messi. Vâng, tuyệt vời, đúng vào quang long. Cái việc mà các cầu thủ đồng đội, đặc biệt là Xuân Trường hay Văn Thanh gạt tuyết và tạo cho Quang Hải một cái tình huống đá phạt, ở đây nó không phải chỉ mình tính chất đồng đội mà nó là sự cẩn thận, bởi vì là chúng ta chỉ có chờ vào những cái cơ hội như vậy thôi. Đúng như vậy, tức là cái cơ hội của chúng ta rất là ít và đó là cơ hội mà các cầu thủ cần phải chắc chiêu từ... Hãy để tôi nói điều này. Chúng ta so sánh với Messi là một sự khập khiễng, nhưng thực ra thì cái quả sút phạt của Quang Hải thì về cơ bản trong bóng đá những quả sút phạt có thể giống nhau về đẳng cấp, Quang Hải từ đấy có thể sút vào được. Nhưng tôi phải nói điều này là Quang Hải đặt quả bóng xuống, mọi người đều biết rằng cái pha phạm lỗi trước đấy dành cho Công Phượng là một cái pha phạm lỗi rất nhẹ nhàng của cầu thủ đối phương, anh ta chạm nhẹ và tất nhiên là phạm lỗi là chính xác rồi hoàn toàn, nhưng đấy là một cơ hội trời cho, một cơ hội ngàn vàng, bởi vì không có một cơ hội nào khác cả. Đúng rồi. Messi liệu có bao giờ cùng với Barcelona và Argentina chịu cái cảnh sức ép là này anh Messi, anh đây là quả phạt duy nhất của anh trong hiệp một này, không có cơ hội nào nữa đâu, và có thể đây sẽ là cơ hội làm bàn duy nhất của anh trong trận đấu này đấy, anh hãy phải thực hiện thành công. Đấy mới là điều khó khăn của Quang Hải. Đấy không phải là điều mà chúng ta cố gắng hoa mỹ để so sánh Messi với Quang Hải, nhưng thực sự hoàn cảnh là hoàn toàn khác nhau. Đá với cả Barcelona hay đá với cả Argentina, liệu Quang Hải có hình dung ra được rằng, liệu Messi có nghĩ được rằng là có khoảng độ 80 triệu người nhiều hơn thế nữa là đang chờ đợi sức phạt của mình hay không? Và cái cách đó là sức ép quá lớn. Và những đội bóng mà Messi có mặt luôn luôn là đội bóng cửa trên. Đúng như vậy. Không có cơ hội này sẽ có cơ hội khác. Vâng. Chúng ta hãy trở lại với không khí ở trên xe vào thời điểm này. Chiếc mũ cối được đổi chủ rồi, nhưng chưa những lá cờ thì vẫn tung bay. Nào các cầu thủ bây giờ đã trở lại với lứa tuổi của mình. 8 cầu thủ đại diện cho đội tuyển U23 Việt Nam mới chỉ 20 tuổi. Mới chỉ 21 tuổi và độ tuổi trung bình của đội tuyển U23 Việt Nam là một trong những đội trẻ nhất tại giải U23 châu Á lần này.
Điều đó cũng là một điều để chúng ta tự hào hơn nữa. Mang một đội hình có tuổi đời chưa tới 21 tuổi, độ tuổi trung bình, để thi đấu với các cầu thủ ở lứa tuổi 22, 23 của các đối thủ khác là một câu chuyện phi thường. Xuân Mạnh, camera vừa lướt qua. Việt Nam vô địch, đó là những gì mà chúng tôi có thể nghe thấy vào thời điểm này. Quang Hải vẫn đang hoạt động tích cực ở tuyến trên. Hầu như các cầu thủ không được trang bị gì nhiều khi bước lên chiếc xe buýt này đâu. Những chiếc băng đô quấn ở đầu với dòng chữ Việt Nam vô địch, được các lá cờ khán giả thì là tất cả là đều từ dưới đường đưa lên cả. Mọi thứ đã được chuẩn bị mà rất kỹ khổ càng. Thân các cháu có lẽ niềm vui của người hâm mộ như thế. Mà từ sân bay thì anh bảo tức là đi ngồi 3 tiếng chắc là đồ ăn cũng là mức độ thôi. Thế mà từ lúc đó cho đến giờ là cũng... Tôi nghĩ sẽ phải có một cái chiến thuật thay người hợp lý vào cái thời điểm này. Những người phất cờ phía trước. Nhưng mà hình như là cũng giống như là các cầu thủ mà thi đấu bóng đá thôi. Không ai muốn vào ghế dự bị cả, ai muốn thi đấu chính thức cả. Hình ảnh selfie của Văn Toàn và Duy Mạnh chúng tôi cũng rất mong muốn được sớm nhìn thấy ở trên mạng xã hội. Vâng. Hy vọng rằng là mạng 3G đủ để các cầu thủ up Facebook. Có tình hình gì mới ở trên mạng xã hội không anh Phạm Như Thuần? Rất nhiều người bạn của tôi nói là rằng là bảo anh Quốc Khánh là chia sẻ các cái hình ảnh trực tiếp của các cầu thủ U23 đi. Và tôi có trả lời là ai cũng muốn như vậy nhưng mà do cái đường truyền không cho phép. Vâng. Và vì do quá đông người truy cập hay là sử dụng điện thoại vào cùng một thời điểm ở một đây chỗ này lại tắt rồi anh. Đấy bắt đầu lại dừng lại rồi, không đi được. Một người chuyên gia về Hà Nội, ông Nguyễn Sĩ Hiển, ông có đoán được đường này đường nào không ạ? Tôi đây là chỗ này vẫn cuối của đường. Đây là đường Bưởi, đây là đường Bưởi. Tôi nhìn lên Bưởi, bắt đầu đến độ ở phía dưới kia nếu mà tôi nhìn không nhầm là sông Tô Lịch đúng không ạ? Vâng. Trên đường cao tốc và chuẩn bị đường trên cao bây giờ chuẩn bị sẽ xuống Liễu Giai nào. Các khán giả ở Liễu Giai, khu vực Liễu Giai ở Đào Tấn, nếu quý vị có thể ra đường, tuy nhiên hãy đứng ở trên vỉa hè thôi để xe có thể đi nhanh nhưng thôi. Tôi tin là từ đây về văn phòng thủ tướng cũng sẽ rất là nhanh bởi vì đã có được cái sự chuẩn bị trước rồi. Thay bây giờ vấn đề chỉ là chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu mong mỏi của người hâm mộ hay không thôi. Đoàn Văn Hậu vẫn đang phất cờ không biết mệt mỏi. Chàng trai 18 tuổi, một năm chỉ về nhà có một lần. Và anh ta vẫn đang phất cờ. Bố mẹ hy vọng rằng là có thể theo dõi cậu con trai vào lúc này. Một tấm băng rôn rất lớn đã được chuẩn bị. Chúng ta có thể nhìn thấy lực lượng công an giao thông đã làm việc hết sức khẩn trương ở phía dưới. Tôi nghĩ là lực lượng đã được tăng cường thêm rất nhiều, rất nhiều xe ở phía trước để giúp cho đoàn xe có thể di chuyển dễ dàng hơn. Hai bên đường anh, hai bên đường tức là rất đông. Một cảm giác ghen tị lớn lao vào thời điểm này khi chúng ta không thể đang có cầm mặt cờ trên vỉa hè con đường này để chứng kiến các cầu thủ đi qua. Đoàn Văn Hậu bây giờ đã trở lại với gương mặt gọi là rất là non của mình ở trong đội tuyển rất trẻ con vào thời điểm này đúng không ạ? Cái bức ảnh trong phóng sự mà chúng ta theo dõi ở nhà Đoàn Văn Hậu chúng ta cũng thấy được rằng một anh chàng mới có 18 tuổi đã rời khỏi nhà không biết bao nhiêu năm rồi, một năm chỉ có về nhà có một lần. Đoàn Văn Hậu, những gì mà anh tiếp xúc thì đó là một cá tính có lẽ là rất là ngoan đúng không? Rất là hiền. Hầu hết như tôi vẫn đang nói là U23 lần này đang sở hữu những cái cầu thủ giỏi về phẩm chất chuyên môn và cái phong cách đúng đắn về suy nghĩ cộng với cả những cái tác phong sinh hoạt cực kỳ chuẩn chỉ. Tôi không chê trách những cái lứa cầu thủ đi trước bao giờ cả, nhưng cái hoàn cảnh của bóng đá nó cũng tạo ra những cái lứa cầu thủ khác nhau về việc sinh hoạt đúng không ạ? Một cái chia sẻ rất dễ hiểu mà chúng tôi có được ở trong cái đợt U23 vô địch châu Á vừa rồi, đấy là đội bóng luôn luôn có một ban cán sự thành lập ra với những cầu thủ như là Xuân Trường là đứng đầu ở ban cán sự đó.
thì là những người đấy thì đã làm cái nhiệm vụ là kêu gọi anh em tự giác ở trong cái sinh hoạt. Và tôi đã hỏi là có cái việc kiểm soát nó quá gắt gao không, thì mọi người có nói là ông Park Hang-seo không gắt gao, có quy định đặt ra và mọi người đều tuân thủ quy định đó. Bởi chúng ta đều hiểu rằng là trong cái sự vui sướng như thế này, giữ được đôi chân trên mặt đất không phải đơn giản. Cứ ngồi mà theo dõi Facebook để với mạng xã hội để tận hưởng cái niềm chiến thắng thì chúng ta sẽ không thể tiến sâu vào trận chung kết được. Họ đã có một giải đấu nhưng rõ ràng cái chiến thắng này nó cũng được rút ra cái kinh nghiệm bản thân của các cầu thủ ở cái SEA Games vừa rồi. Vâng. Tôi chắc chắn là như vậy. Bởi vì như chúng ta đã chia sẻ, những cái trận đấu mà có UEFA tham dự thì quay trở lại SEA Games, chúng ta đã có những cái chiến thắng rất là ấn tượng, hủy diệt ở vòng đấu bảng. Và đến khi thì cần những cái chiến thắng thì chúng ta lại không làm được. Và trước đó thì là tâm lý mà trước đó thì các em cũng đã được tung hô rất là nhiều, và sau đó thì mọi người cũng đã biết, và đấy cũng là một bài học cho các em. Thực ra đây cũng là cái cách làm tâm lý của ban huấn luyện. Nào, ai trong chiếc mũ cuối này đây? Chỉ như chiếc kèn cũng được chuyển lên. Họ vẫn còn hơi để có thể tạo ra những âm thanh. Chúng ta có thể nhìn thấy công phép kia bắn từ phía dưới đường lên, pháo hoa ở khắp mọi nơi. À, chỗ này rẽ chỗ cổ đây, Đào Tấn đã Đào xuống Tấn. Rồi đã xuống khỏi đường trên cao rồi. Sắp sửa rẽ vào đường Liễu Giai rồi. Sắp sửa rẽ vào đường Liễu Giai rồi. Khán giả Liễu Giai chờ đợi cho tới thời điểm này, khi mà chúng tôi xuất hiện ở trên điểm cầu lần đầu tiên. Bây giờ đã là 5 tiếng đồng hồ rồi. Rất nhiều người bạn của tôi ở đường Kim Mã có nói rằng là cứ chạy vào xem vô tuyến và xem đến đâu để còn chạy ra. Vâng, chứ chưa đứng, không phải đứng vội. Bây giờ chúng tôi có thể thông báo là có thể ra là vừa với cái tốc độ này. Vận tốc quãng đường và thời gian chúng ta có thể tính ra là chỉ trong ít phút nữa thôi. Đây, Quang Hải. Hãy đưa cho Quang Hải một lá cờ nữa để tiếp tục, bởi vì là bây giờ con đường và phía trong còn rất nhiều khán giả nữa. Bây giờ chúng ta nhận ra đường rồi đúng không? Bây giờ thì sẽ rẽ tay trái. Tôi nghĩ là như vậy, đúng nhỉ? Rẽ tay trái đúng thì là đường Liễu Giai. Bên phải là đường Đào Tấn, đường bên, Đào Tấn. Vâng, bên phải là sông Tô Lịch. Bên phải là sông Tô Lịch. Những khung cảnh thật là tuyệt vời và chúng tôi muốn thấy nhiều hơn nữa. Trong giây lát nữa thôi chúng ta sẽ được thấy khi mà đoàn xe về phía trong. Khi không còn những cái đám đông ùn tắc nữa thì những cái tín hiệu cũng sẽ đã tốt hơn rất nhiều. Và đây là những gì mà chúng ta muốn thấy. Lực lượng tiếp thêm hoa quả đây đưa cho Quang Hải và hình ảnh rất thú vị trên chiếc xe buýt. Nào, hãy cố gắng, vì nếu không đây sẽ là một trận đấu mệt mỏi nhất của Quang Hải kể từ đâu ra. Đang nằm. Nạp năng lượng. Tôi nghĩ rằng là với khán giả khu vực Liễu Giai, quý vị có thể mang theo hoa quả như là cam, quýt, các thứ để các cầu thủ có thể. Và tôi nghĩ rằng cái này cũng là từ dưới đường đưa lên. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì là không thể nào mà dừng xe để mà mua quýt được, đúng không? Một câu chuyện, những hình ảnh hết sức là thú vị. Và những cái sự giao lưu của hai bên, đó chính là điều mà chúng ta muốn thấy nhất vào thời điểm này. Những điểm cầu của chúng tôi ở phía trước cũng đã chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ rồi. Và chắc chắn là trong ít phút nữa thôi chúng ta sẽ được thấy không khí trên chặng đường tiếp theo. Bây giờ thì mạng xã hội thực sự sôi nổi trong những phút vừa rồi. Lại thêm những cái hình ảnh chia sẻ với màn hình của kênh VTV6, đúng không anh Phạm Như Thuần? Những cái bức ảnh mà rất thú vị, chỉ có được góc nhìn từ ở trên chiếc xe buýt của đội tuyển U23 Việt Nam. Vào thời điểm này, những người còn trụ lại ở trên tầng 2, chúng ta có thể điểm qua đội hình chính: Quang Hải, người đang bị dập cơ đùi là Đoàn Văn Hậu, phất cờ rất mạnh ở bên cạnh ông Park Hang-seo, người con trai trẻ tuổi nhất trong đội tuyển U23, thì vào lúc này vẫn đang là người nhiệt tình nhất. Văn Toàn cũng vẫn còn nhiều Đức Huy. Đức Huy với một hàm râu vẫn chưa cạo, tôi nghĩ là một chút duy tâm dành cho cầu thủ này. Trông anh già hẳn đi so với ngày đầu tiên, đúng không? Nhìn Đức Huy tôi cứ tưởng tượng là một cầu thủ Thái Lan. Vâng. Nhưng có lẽ là ông Park Hang-seo một cái kỷ niệm đời đời. Anh ạ, vâng. Tôi cho tức là đây là một cái kỷ niệm đời đời. Ở trên xe này có hai tâm trạng xảy ra như thế này, tôi cứ bình luận như thế này. Những người ở Hà Nội thì có thể nhìn thấy những người quen. Những người mà ví dụ như là Đức Huy, Duy Mạnh, rồi là Quang Hải,
thì quanh năm thi đấu ở khu vực Hà Nội này có thể gặp nhiều người quen, cũng có cái niềm vui của họ. Vâng. Nhưng mà những người ở xa thì lại có những cái cảm xúc của cha mẹ ở xa nhìn thấy con trai. Vâng. Mình tôi nghĩ rằng cái khoảnh khắc ở nhà bây giờ mới thực sự quý giá. Một chiếc cúp Champions League đã được đưa lên xe của đội tuyển U23 Việt Nam. Chiếc cúp này chưa quý giá đâu thưa quý vị, chưa quý giá bằng những gì mà các cầu thủ, bởi vì chưa có một lễ rước cúp Champions League nào diễn ra giống như là cái cách mà chúng ta đang thấy ở trên sóng VTV6 vào thời điểm hiện nay. Chiếc cúp trong lòng người hâm mộ, họ cố gắng hiện thực hóa bằng những sản phẩm đưa lên. Nhưng mà có lẽ là điều quan trọng nhất vẫn đang là không khí vào thời điểm này. Văn Toàn, đây là Văn Toàn. Văn Toàn liệu trong đám đông có thể nhìn thấy những người thân của mình từ Hải Dương hay không? Nhưng mà chắc chắn là ở quê hương của anh thì hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Hôm nay sẽ là đoạn cuối của chặng đường cuộc hành trình vinh quang của chúng ta. Rõ ràng là đón đội bóng vô địch là một điều hết sức bình thường ở các quốc gia. Vâng. Thế nhưng đón đội bóng Á quân thì tôi tin rằng là chỉ có Việt Nam với như vậy. Nhưng chưa có một đội Á quân nào xuất sắc hơn đội Á quân này. Vâng. Chúng ta đã phân tích điều đó rồi. Thậm chí là những câu chuyện cổ tích cũng chưa bao giờ thấy. Iceland là chưa được. Bồ Đào Nha chưa được. Hy Lạp 2004 tôi nghĩ cũng không thỏa đáng. Một khoảng cách của một đội bóng xếp hạng 112 thế giới vượt qua rất nhiều đội bóng khác để có mặt trong trận chung kết của giải đấu châu lục, thi đấu ngoan cường. Và tôi muốn nói một câu này mà Alex Ferguson đã từng nói là trận đấu chúng ta không bao giờ thất bại, chỉ có trận đấu kết thúc quá sớm mà thôi. Ngày hôm qua tôi phải nói thật rằng là nếu mà có khoảng độ 5 phút nữa thôi, chúng ta cũng tin rằng là định mệnh sẽ sắp xếp cho chúng ta có được thêm một bàn thắng nữa để khán giả được chứng kiến trọn vẹn một cái kết thúc đầy kịch tính cho bóng đá Việt Nam. Nhưng mà như thế đã là quá tuyệt vời rồi. Ngày hôm nay không khí những gì đang diễn ra thật là tuyệt vời, nó hơn cả một chiếc cúp. Cái quan trọng là lần này thì sau những lần mà chúng ta bị vươn lên dẫn trước thì bản thân cá nhân chúng ta và đặc biệt những người hâm mộ không có một chút gì gọi là lo lắng cả. Vâng. Và